tôm hôm nay cực to luôn đó. Đã chưa? Đấy, như thế này là được hai đĩa rồi. Món tôm xào sa tế mới ra lò này mọi người. Tôm tươi vừa đi bắt về đó, làm luôn. Mình mới xếp lại cho mọi người xem này. Tổng cộng hôm nay á là tụi mình câu được 16 con. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Hôm nay trời đẹp, mình dẫn em mình đi ra đây câu cá. Cái chỗ này là cái bến tàu ngay Lake Entrance luôn. Mấy hôm nay thì gió to, cho nên là tàu người ta không đi đánh cá được. Sáng nay mình có điện hỏi cái chỗ mà mình hay mua hải sản ở Lake Entrance á, xem người ta có tôm không, có tôm tươi không. Thì người ta bảo là gió to quá, không đi được. Chắc phải cuối tuần này. Mà cuối tuần này là tụi mình đã đi về rồi, cho nên thôi, hẹn dịp khác. May mà hôm qua bắt được một ít tôm, gọi là có chút lọc để cho em mình thưởng thức. Đấy, đi chơi như vậy là quá vui rồi. Bây giờ ngồi câu cá thì trải nghiệm. Lúc chiều tụi mình đi câu cá thì em mình có câu được một con cá hình, nhưng mà đoàn đẩy không quay lại được. Với cả nó nhỏ quá cho nên là mình thả lại. Rồi sau đó tụi mình về ăn cơm nghỉ ngơi, để tối nay đi bắt tôm thêm một lần nữa. Thì may á là hôm nay là khẩm khá hơn hôm qua chút xíu. Hôm qua bắt lúc mình đếm là được 22 con, còn hôm nay á là được 43 con. Đó, tôm hôm nay khá nhiều mà cũng bị trượt rất là nhiều con, tại vì cái tôi là quên sạc đèn. Thì mọi người mà đi bắt tôm á thì nhớ nhá, nhớ mang đèn vô sạc sau buổi đêm, tại hôm qua mình quên, thực sự quên luôn á. Đó, bây giờ á sẽ đổ ra cho mọi người xem này. Tôm hôm nay cực to luôn đó. Đã chưa? Đấy, như thế này là được hai đĩa rồi. Thấy không? Có nhiều con to lắm. Nói chung đi đợt này á thì cái tôm size này cứ đều. Đấy, size này cứ đều như vậy. À, tuyệt vời chưa? Thì tối nay mình đang muốn thử nghiệm một cái món mới về cái con tôm này. Là kiểu này là bà mình chỉ cho, là bảo ở bên Lào á. Ở bên Lào á là người ta cho con tôm này ngâm với cái nước dưa, xong một hồi lấy ra là chấm với xì dầu với mù tạt là ăn là bà chạy bỏ chẹt luôn. Thơm mùi nước dưa mà nó ngọt, thịt nó ngọt. Đó, thì mình cũng muốn thử. Rồi sau đó là chắc là nướng sa tế với cái con này. Đó, là hôm nay có tôm tươi ăn là đi chơi hai hôm, mà hôm nào cũng bắt được tôm tươi ăn là quá tuyệt vời rồi. Mà hơn nữa là cuối mùa nữa, cho nên là đợt này dẫn em mình đi chơi á, mà vừa chơi vui vừa bắt được tôm. Đó, với cả là hôm nay là lần đầu là em mình câu được con cá luôn á ở Úc, cho nên là mình rất là vui. Cái chuyến đi chơi này là cực kỳ vui luôn á. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị làm để ăn khuya. Này, tụi mình bóc xong tôm rồi đó, mới cắt ra. Bây giờ á là tụi mình ngâm trong cái nước dưa này. Quả dưa tươi á là mình mới chặt ra này. Đó, xong cho vào cái tô này để mà ngâm cái con tôm. Thì ngâm ở cái này á là cỡ khoảng 30 phút là ăn được. Thì bây giờ cho cái tô này vô trong tủ lạnh để cho nó giữ mát nhá. Món tôm xào sa tế mới ra lò này mọi người. Tôm tươi vừa đi bắt về đó, làm luôn. Nhìn quá hấp dẫn, quá ngon luôn. Còn thêm món sashimi mang phong cách của Lào nữa. Mình đang để trong tủ lạnh để cho nó mát. Bây giờ mình sẽ lấy ra luôn. Tôm vừa mới ngâm trong nước dưa, mới vừa ra đây mọi người. Để trong tủ lạnh mát rồi. Đó, nhìn coi bộ là hấp dẫn đấy. Để bây giờ mình sẽ xin phép thử hai món này, review liền cho mọi người xem luôn. Bây giờ mình xin phép sẽ review cái món sashimi mang phong cách Lào cho mọi người xem. Đó, chấm với mù tạt này. Ngọt lim luôn.
mà nó khác nha. Khác bình thường là thông ngâm nước dừa nha, nó thơm hơn. Mà anh phải review thêm cái nữa. Gặp luôn miếng dưa nè. Cơm dưa. Bà chết bà chết. Món quá đỉnh. Nó béo mà ngọt cái vị tôm mà béo cái vị của cơm dưa. Và với cái thịt nó ngấm cái nước dưa rồi. Bao ngon rồi. Mọi người nên thử cái món này. Mình phải cảm ơn ba của mình đã đi Lào về và chỉ cho mình cái món này á. Cực kỳ ngon. Mình thích ạ. Bây giờ thử luôn cái món tôm sao sa tế này. Wow, cái này là ăn ngang luôn á. Tuyệt vời. Quá ngon, thấm. Cái vỏ của nó ăn giòn ngon lắm. Nhưng mà nếu mà ăn tới đâu nhớ cẩn thận nha, nó chích á, thủng miệng á. Quá ngon. Mời mọi người nha. Anh em mình hôm trước từ Lake Entrance về là nghỉ ngơi một hôm, xong cái hôm nay là đi câu. Tụi mình dẫn em mình đi câu cá ở Geelong. Đợt này tụi mình đi thì đi câu cá Cẩm Đen. Cái chỗ này thì bạn mình chỉ cho mình. Em mình mới tập câu cá cho nên là đi câu cá này chính cũng được khá khá cho nên là khoái lắm. Để mình cho mọi người xem cái thành phẩm của tụi mình nhá. Bây giờ mở ra tổng kết cho mọi người xem hôm nay anh em tụi mình câu được bao nhiêu con cá nhá. Tùy khả năng đấy. Wow, trời tuyệt vời liền. Mình mới xếp lại cho mọi người xem này. Tổng cộng hôm nay á, là tụi mình câu được 16 con. Rất là sướng luôn. Chưa bao giờ mà đi câu cá biển mà được nhiều như thế này. Thì mình rất là cảm ơn bạn mình đã chia sẻ cái location này cho tụi mình. Đó, địa điểm tụi mình câu là ở Geelong nha mọi người. Mùa này bạn mình bảo là cá này nó vào rất là nhiều. Cho nên là ai muốn đi câu á, thì tới Geelong sẽ câu được cá này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những cái video đợt này mình dẫn em mình đi chơi, đi du lịch Úc. Thì nếu mà mọi người xem video này mà thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình vậy nhá. Và nhớ ấn chuông theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.